Xin chào tất cả cả nhà. Chắc mọi người cũng rất thấy lạ khi mà nhìn thấy về thần thái của mình có vẻ rất là gầy và cũng không được mà thực sự là mình cũng chịu đựng rất là lâu rồi. Đấy, bắt buộc phải làm cái điều như thế này. Mọi người đừng nói gì vậy cả. Để chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện từ bây giờ. Có thể tôi có một cái cách đấu tranh trực diện, công khai và không giống như mọi người. Bởi vì đơn giản rằng là tôi không muốn tôi là một cái người đi dạy sinh viên của mình tất cả những điều mà mang tính giáo dục mà tôi để làm sai những điều như thế. Chắc mọi người sẽ không theo dõi, mọi người sẽ không biết câu chuyện đầu đuôi như thế nào, cứ nghĩ rằng là tôi chỉ chia sẻ bức xúc một số vấn đề như thế này ạ. Ngày hôm nay tại sao lại đỉnh điểm của việc đấy? Đây là hai tờ biên bản khi mà sáng nay tôi lên lớp dạy. Thì hoàn toàn như sáng nay tôi chia sẻ, bàn ghế không có. Sinh viên đã lấy tạm một cái ghế băng ở ngoài bãi phế thải ở phía chân cầu thang mang vào để ngồi. Cái điều này tôi sẽ có minh chứng. Nhưng đầu tiên mà tôi muốn nói, việc thứ nhất là việc danh dự của tôi. Thứ nhất, trong đợt chấm thi tốt nghiệp vừa rồi năm 2016-17 thì tôi được chỉ đạo là không ngồi trong ban chấm thi tốt nghiệp. Không ngồi trong ban thi chấm tốt nghiệp. Thì tôi không biết rằng là lý do tại làm sao. Nhưng khi được hỏi ra thì đây là chỉ đạo của ban giám hiệu. Nhưng khi tôi tìm hiểu thì không phải là chỉ đạo của ban giám hiệu mà có sự can thiệp của cộng tác viên. Đó là anh Tú, nghệ sĩ nhân dân anh Tú. Nghệ sĩ nhân dân anh Tú là phó giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, nơi mà chính là chồng tôi cũng là phó giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Anh ấy có can thiệp vào ban chấm thi rằng là không đồng ý cho tôi ngồi trong ban chấm, mặc dù anh ấy chỉ là cộng tác viên. Và bằng chứng của việc này thì tôi cũng có bằng chứng của việc này bằng là gì? Tất cả những tin nhắn của chị quản lý khoa là chị Mai Linh khẳng định việc này là anh Tú có can thiệp và không cho tôi ngồi trong ban chấm, chỉ vì một lý do rằng là tôi không đủ tư cách để ngồi cạnh anh Tú chấm cho sinh viên của mình. Thực ra trong việc này vợ chồng tôi cũng không hề có một động thái gì. Nhưng tôi cũng nói với chồng tôi rằng thôi, việc đấy là việc của em, anh không cần phải can thiệp vào. Anh ấy làm điều sai thì anh ấy tự chịu. Việc anh Tú là việc vi phạm vào việc đạo đức. Bởi vì bản thân anh ấy là một người cộng tác viên, đến nơi đây chúng tôi công tác, anh ấy đã vô tình can thiệp vào việc nội bộ trường chúng tôi là một. Thứ hai, anh cũng là đồng nghiệp và ngang cấp với chồng tôi ở cơ quan. Vậy thì tức là anh ấy cũng không hề nể nang và anh có những cái lý do không cho tôi ngồi trong ban chấm. Rất vô lý và mang tính tư thù cá nhân mà tôi không biết rằng là tôi có thù oán gì với anh ấy. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi là đồng nghiệp, là già nhà giáo mà chúng tôi không, anh không thể xử sự một cách như vậy được. Rồi nếu phải nói về bằng cấp thì nếu như tôi phân tích ra thì anh ấy bẽ bảng. Tôi chấm sinh viên của tôi chứ tôi không chấm nghệ sĩ nhân dân. Đó, chỉ một cái việc như vậy thôi mà nhà trường xử lý, đấy mới là điều tôi quan tâm. Nhà trường xử lý để cho anh ấy
can thiệp vào việc và đồng ý với những yêu sách của anh ấy Tú. Và anh ấy cũng có trong cái lời mà chị Mai Linh có khẳng định với tôi là anh ấy o ép nhà trường nếu như để cho cô Nhung ngồi trong ban chấm thì anh ấy sẽ không cho sinh viên của tôi đi tốt nghiệp và sẽ bỏ không cho chúng nó thi cái vở tốt nghiệp đó. Ok, tất cả nhà trường vì sinh viên. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi là người 14 năm công tác tại trường thì không thể nào mà gạt tôi ra ngoài một cách coi như một người lạc lõng không hề có tham gia gì trong việc thi cử của sinh viên mình cả. Tôi đáng giận nhà trường tôi 7, anh Tú 3. Nhưng mà thưa mọi người, việc đó tôi bỏ qua vì tôi không muốn giữa vợ chồng tôi có những thứ khó xử. Nhưng mà tiếp tục không còn phải vậy nữa. Đến khi lập kế hoạch giảng dạy, chị Mai Linh, quản lý khoa của tôi, có nói với tôi giáo trước rằng nhà trường sẽ thành lập hẳn một ekip giáo viên dạy năm thứ nhất và một ekip giáo viên dạy năm thứ hai. Tôi cũng không nói gì cả. Nhưng đến khi đến làm kế hoạch học tập, chị Mai Linh ngồi nơi nói với tôi rằng là thế em, kế hoạch dạy của em thế nào? Tôi bảo là em đang dạy lớp nào thì em sẽ theo chúng nó đến tận cùng. Thì chị Mai Linh dừng 5 giây, quay ra nói với tôi: theo chị thì chị Ánh vẫn mời anh Tú đến dạy và chỉ dạy năm thứ hai, tức là lớp tôi đang dạy phải giao cho anh Tú dạy. Và tôi nghĩ rằng là đến lúc này thì tôi cũng không thể nhịn được nữa. Tôi có nói với chị Mai Linh rằng ok, nhà trường mời anh Tú thì em nghỉ, có thế thôi. Thực ra thì những điều này rất khó chia sẻ. Đấy là cái sự việc khởi nguồn đầu tiên để cho tôi bức xúc. Và tôi có làm tất cả những giấy đề nghị lên ban giám hiệu, trả lời bằng văn bản cho tôi tại sao tôi không ngồi trong ban chấm. Là đơn thứ nhất ngày 18 tháng 8 đến tận ngày 5 tháng 9 tôi có làm đơn đề nghị lần thứ hai, yêu cầu nhà trường trả lời bằng văn bản, và cũng có một đơn đề nghị lên chi bộ yêu cầu chi bộ phối hợp với ban giám hiệu để trả lời tôi. Và tiếp tục tôi có gửi đơn công đoàn và gửi ban thanh tra nhân dân, tất cả là 5 lá đơn giấy đề nghị. Ngày hôm nay tôi họp chi bộ thì chi bộ cũng đã có kết luận rằng ban giám hiệu trả lời rằng là đồng chí Nhung đủ tư cách và tiêu chuẩn để ngồi vào ban chấm thi, nhưng việc mời ban chấm thi là chủ trương đánh giá ngoài. Nhưng xin thưa với tất cả mọi người, không có chủ trương nào như vậy cả. Nếu như chủ trương như vậy thì tại sao hai giảng viên hướng dẫn của hai vở tốt nghiệp vẫn ngồi trong ban chấm, trong khi nếu có chủ trương giáo viên chủ nhiệm không chấm được, tôi chỉ chủ nhiệm một lớp, vậy thì lớp kia tôi phải được quyền chấm. Nếu như chủ trương là chỉ giảng viên ngoài vào chấm thì tại sao bên chuyên ngành múa là cùng thuộc sân khoa tôi lại vẫn có giáo viên ở bên múa đến chấm và vẫn là giáo viên trong khoa để chấm? Mà trong khi đó tôi nói thật, tôi là giảng viên chuyên môn duy nhất về sân khấu tại khoa. Tôi sẽ nói đến vấn đề là giảng viên cơ hữu ở tại khoa. Tại sao khi một mình tôi, một mình tôi gánh cả một chuyên ngành từng đấy sinh viên mà lại đối xử với tôi như thế đấy? Tôi không hiểu rằng tất cả những gì tôi cống hiến cho nhà trường này, mọi người có biết rằng là khoa sân khấu là do đồng chí Trần Đức, cô Hoàng Lan Anh và chính tôi là ba người thành lập và khai sinh ra cái khoa sân khấu, do cố hiệu trưởng Xuân Yên mở bản này. Tôi là người đứng lên viết chương trình khung và làm chương trình khung. Và từ bây giờ, tôi hỏi mọi người, đến bây giờ tôi là người bị gạt ra khỏi ngoài khoa của mình, cái nơi mà chúng tôi chăm bẵm
tức là đứa con của tôi để giao cho người khác nuôi. Mà hơn nữa là mọi người đứng đầu một cơ quan mà xử lý như vậy. Ok, tôi hiểu rằng là lãnh đạo có những quyết định, có những quyết định. Nhưng tôi nghĩ rằng là bất cứ một quyết định, một chỉ đạo nào cũng phải được lòng chúng tôi, và cũng phải được sự gì, thông cảm, sự minh bạch từ phía tất cả mọi người, chứ không thể một cách mập mờ như vậy. Và rõ ràng trong cái bằng chứng mà chị Mai Linh mà nói cái chuyện với tôi là anh ấy, chị Linh chị bảo là chị rất khó xử, nhưng theo tôi rằng là có rất nhiều cách cư xử. Nếu mà trên tinh thần là một người quản lý khoa phải có một cách sự cư xử khéo léo, đó là cái chuyện cá nhân. Và đến bây giờ ngày hôm nay họp chi bộ thì tôi có trả lời với chi bộ rằng với cái sự trả lời của ban giám hiệu, tôi không đồng ý, tôi sẽ tiếp tục làm đơn lên cấp trên để giải trình việc này. Và nếu như chi bộ, ban thanh tra nhân dân, công đoàn mà không giải quyết thấu đáo việc này thì tôi xin phép tôi sẽ đưa đơn lên cấp trên. Bởi vì tôi nghĩ rằng là bản thân khi đeo càng ở vị trí cao thì càng phải có những cái ra những cái quyết định nó thật đúng đắn và hợp lòng tất cả cán bộ công nhân viên chức tại nhà trường. Tôi cũng xin chia sẻ rằng là thế này, hiện tại đến giờ phút này tôi hoàn toàn đứng trên tư cách một giảng viên, một cán bộ công nhân viên chức tại trường để có những phản hồi thích đáng. Tôi không hề nhờ đến một bất cứ một nơi nào, cơ quan báo đài nào, cũng không như sự, nhờ sự quan hệ của chồng tôi cũng như là tất cả mọi người từ cấp trên. Tôi không hề nhờ bảo cái gì, tôi muốn đi đường thẳng, tôi muốn công khai trực diện để tôi đấu tranh việc này. Tại sao tôi phải làm những việc như thế này? Thôi cái việc cá nhân, anh Tú, anh có thể anh làm những việc không phải với tôi chăng nữa thì đấy là việc của cá nhân anh phải chịu. Nhưng nói thật, đây là danh dự của tôi đối với sinh viên của tôi. Bởi vì đến bây giờ tôi nói thật rằng là những cái ghế ngồi của sinh viên và của bản thân tôi trong lớp học tôi còn không làm được, tôi còn không đấu tranh được. Mọi người có thể tưởng tượng rằng là vào lớp là trống trơn, không có một cái gì cả, có một cái ghế để cho tôi ngồi, và sinh viên không có ghế rút dép ra ngồi ngay bên cạnh ở dưới đất không. Đến bây giờ thì cơ sở vật chất như tôi nói với các bạn, nếu như các bạn nào mà sinh viên ý, các bạn có thể đọc cho tôi rằng là quy chuẩn thiết kế xây dựng trường dạy nghề, trường đại học, trường mẫu giáo, trường phổ thông trung học, nhưng tất cả đều có quy chuẩn. Nhưng xin thưa, ở nơi tôi dạy có quy chuẩn nào không? Hôm trước họp đầu năm, ban giám hiệu có cho khoa chúng tôi 1.5 tiếng đồng hồ để họp, nhưng mà thực tế là vấn đề, tất cả mọi vấn đề vẫn không giải quyết được. Tôi đứng lên tôi nói rằng là tại sao khoa sân khấu mà sinh viên sân khấu không có một sân khấu theo gọi là tối thiểu, không có một cái nơi để ngăn cách khán giả với cả diễn viên 14 năm nay. Tại sao ban giám hiệu bắt chúng tôi thông cảm 14 năm nay?
14 năm nay chúng tôi không có gì trong tay cả. Chúng tôi dạy từng cái khóa sinh viên ra trường. Cứ bắt chúng tôi thi giáo viên dạy giỏi. Thao giảng. Tôi nhất quyết tôi không làm việc đấy. 10 năm nay tôi dạy môn hình thể, mà điều kiện tiên quyết của môn hình thể sân khấu là phải có đệm đàn. Nhà trường không bố trí được giảng viên đệm đàn cho tôi. Đến cả chuyên ngành múa cũng vậy. Thì theo mọi người rằng là múa không có nhạc mà phải gõ, cứ cạc 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 như thế này thì mọi người sẽ tập mọi người gõ thế nào. Tôi không hiểu rằng là cái định hướng phát triển của nhà trường đến thế nào, trong khi khoa tôi là một khoa mà tuyển sinh năm hàng năm đầu vào là nhiều nhất trường. Tại sao tôi bức xúc đến tận bây giờ mà bây giờ tôi mới nói? Thật sự nếu như tôi không nói, tôi thấy là tôi khốn nạn quá. Tôi thực sự khốn nạn quá, bởi vì tôi đang là một nhân tố để tôi gì, tôi bao che cho nhà trường người làm sai. Mọi người có hiểu rằng là mỗi một năm nhà trường sẽ ghi gì, một đề án tuyển sinh lên để lấy chỉ tiêu ở trên xuống đây ạ. Cơ sở vật chất báo cáo lên trên là chúng tôi đảm bảo cơ sở vật chất cho việc giảng dạy và học tập rất là tốt đấy. Tôi không hiểu là tốt cái gì nữa. Ngày hôm nay tôi lên hội trường, phòng hành chính cắt tất cả điều khiển điều hòa đi. Và hôm nay 8:20 không ai lên mở cửa phòng hội trường. Đây là nhát tôi lên trường dạy. Hội trường tầng 4 mà thời tiết nóng như thế này, ẩm mốc như thế này, không điều hòa. Có 38, 39 cái đèn, nhưng không cái đèn nào bật được trên sân khấu cả. Có 9 cái điều hòa, 2 cái điều hòa cây, đi cất điều khiển không cho chúng tôi bật. Mọi người nghĩ rằng là tôi đấu tranh là tổn hại đến tôi, tổn hại đến chồng tôi. Nhưng nói thật, hai vợ chồng tôi tâm ý rằng là không bao giờ bon chen bất cứ một vấn đề gì cả. Chúng tôi muốn làm thực sự làm nghề của chúng tôi, muốn yên ổn bình yên, chứ chúng tôi không tranh giành. Nếu như tôi là người tranh giành bon chen chức vụ thì tôi thật sự là tôi không phải ngồi để tôi nói những câu như thế này. Thôi tất cả những chuyện nội bộ, bầu bán, quan chức bổ nhiệm tôi không nói ở đây. Chứ tôi đang nói về vấn đề là tôi đang đấu tranh cho sinh viên của mình từ cái ghế ngồi. Thưa tất cả mọi người, khi tôi nói rằng là chúng tôi thiếu ghế, năm nào chúng tôi cũng nói thiếu. Đồng chí trưởng phòng hành chính là đồng chí Dương Quốc Tuấn trả lời với tôi rằng là không có trong danh mục mua sắm tập trung, cho nên là không thể mua ghế ngồi cho sinh viên. Và tôi bức xúc, tôi bảo rằng là tôi không cần biết anh cho vào khoản nào, nhưng anh phải có ghế cho chúng tôi ngồi ở giữa thủ đô Hà Nội thế này, một trường đặt tại trung tâm thủ đô, mà tôi nói rằng là không có ghế cho chúng tôi ngồi thì anh có thấy xấu hổ không? Anh trả lời tôi là thế. Và cuối cùng hiệu trưởng điều hành như thế nào, các chị có biết không ạ? Điều hành tất cả những cái ghế hỏng thưa đãi ở các hành lang chuyển vào sân khấu dùng. Căng tin đóng cửa, lấy ghế của căng tin cho sinh viên ngồi. Thế cho nên là mới có một cái cảnh 6 loại ghế ở trong phòng học chúng tôi. Tất cả những gì gọi là chổi cun dế rách đều ở trong phòng khoa sân khấu. Tôi không hiểu rằng nhà trường có chiến lược. Tôi mới hỏi đồng chí trưởng phòng hành chính, tôi hỏi đồng chí Tuấn rằng ghế và bàn của chúng tôi quan trọng cho việc học hay là thay hoàng loạt toàn bộ cánh cửa gỗ phía hành lang ở khu hiệu bộ, khu phòng hành chính với cả khu đào tạo ở dưới kia, mà trong khi cửa vẫn còn mới nguyên, cửa của cửa gỗ cổ của cái kiến trúc Pháp. Nhưng mà đến bây giờ tôi phải đấu tranh, bởi vì nhà trường đang rất sát sao, đang rất gấp rút để kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
đang chỉnh trang chỉnh đốn phía bề ngoài của cái mặt tiền, nhưng mà bên trong thì rách nát như vậy. Thì tôi hỏi rằng là chúng ta kỷ niệm 50 năm làm cái gì khi mà một cái rất là tối thiểu cho việc học của chúng tôi không có. Tôi không hiểu là bởi vì người cấp trên lãnh đạo tôi trúng cử vào hội đồng nhân dân, tôi trở thành đại biểu quốc hội. Thực sự ở trong lòng tôi rất là mong muốn sẽ là tiếng nói, sẽ là đấu tranh cho tất cả. Tôi cũng nói trong cuộc họp, nếu như chúng ta không đủ điều kiện để mở mã ngành, chúng ta không thể đào tạo nổi, thì tôi xin phép mọi người đóng mã ngành đi, tôi xin nghỉ. Nếu như thực sự nhà trường khó khăn, tôi một năm lương của tôi để cho nhà trường dùng, nhà trường đầu tư cho khóa sân khấu, nhưng phải ghi tên tôi vào cái mục bệ mà tôi đầu tư đầu tư. Và các anh chị có thấy xấu hổ không khi tôi ủng hộ các anh chị như một cái quỹ từ thiện như thế? Chưa bao giờ tôi phải khóc lóc tôi nói những chuyện như thế này, nhưng tôi thấy xấu hổ cho sinh viên của mình vì tôi không làm được gì cho chúng nó. Ngày hôm nay tôi có vào gặp phó hiệu trưởng, tôi có hỏi rằng là bây giờ trường mình đang làm sai về quy chuẩn thiết kế, về quy chuẩn thiết kế. Đồng chí trả lời với tôi rằng là ủa em ơi, ở đâu bây giờ cũng thế nè. Xong tôi nói rằng là anh ơi, thế bây giờ làm gì, ở đâu có cái nơi nào mà bên phòng tổ chức nhà mình có bố làm trưởng phòng tổ chức mà con làm nhân viên không? Anh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trả lời với tôi rằng ôi chuyện này bình thường em ạ, đấy chỉ kiếm tiền đấy, em rể đấy. Thì tôi cũng hiểu rằng là tôi biết bám víu vào đâu nữa. Tôi biết rằng là đồng chí trưởng phòng hành chính là em chồng của đồng chí hiệu trưởng trường tôi. Tôi còn hỏi, và tôi biết rằng sắp tới đây quốc hội sẽ bổ sung luật rằng là về xác định rằng người thân, người ta có nói nếu mà xác định rằng là chú ruột không phải là người thân thì mọi người phải xem lại. Ông cha ta có câu gì, sẩy cha thì có chú, sẩy mẹ thì bú gì. Còn nếu như các bạn nói rằng là chú không phải là người thân thì xem lại. Và tôi chắc chắn rằng quốc hội sẽ sửa đổi luật và bổ sung cái vấn đề những ai là người thân. Hiện tại ở trường tôi, phòng tổ chức có đồng chí Nguyễn Hữu Thủy là trường phòng tổ chức, có con gái hiện tại là nhân viên tại phòng. Ở phòng hành chính là phó hiệu trưởng Trần Vũ Hoàng, có con gái hiện tại đang làm tại phòng. Và đồng chí trưởng phòng hành chính là em chồng của đồng chí Dương Minh Ánh. Và tôi nghĩ rằng đồng chí Dương Minh Ánh là đại biểu quốc hội đi họp, và hình như tôi biết rằng là đồng chí ở trong đoàn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Và đồng chí đi họp hàng ngày về vấn đề là chống tham nhũng và bổ nhiệm người thân vào trong vị trí cơ quan, một người để nắm giữ về gì đầu mối mua bán tất cả mọi thứ, vậy là vị trí có lợi. Và tôi nghĩ rằng là đồng chí biết mà vẫn làm như đồng chí vậy là sai. Và tôi nghĩ rằng thế này nè, tôi chịu trách nhiệm tất cả những gì tôi nói, tôi chấp nhận, tôi chịu trách nhiệm với tất cả những gì tôi nói. Đây là danh dự của gia đình tôi và danh dự của tôi với trước tất cả. Tôi tin chắc rằng là mọi người cũng sẽ ủng hộ tôi. Và quy trình bổ nhiệm ở trường tôi nói thật rằng là đến đồng chí quản lý tôi là đồng chí Mai Linh lên trưởng khoa, tôi không hề biết. Khi tôi vắng mặt thì tất cả mọi cuộc họp để mà lấy phiếu tín nhiệm là không hề báo cho chúng tôi rằng đến cuộc họp để làm gì, tức là sẽ có người nghỉ người không, và đến là áp ngay tờ giấy để phiếu tín nhiệm vào mặt chúng tôi là chúng tôi làm đi, chúng tôi đang còn chưa kịp định hình là gì thì đồng chí đã phải ghi vào đấy. Và tất cả tôi không hiểu là có một cái sự gọi là đề án nhân sự, một mình đồng chí ghi rằng là đề nghị kiện toàn nhân sự cấp quản lý khoa, phó chủ nhiệm khoa Trần Mai Linh, và ban quản lý khoa, ban chủ nhiệm khoa có một đồng chí Mai Linh, và tự đồng chí Mai Linh đưa cái giấy tờ này lên, và rất nhiều lần đề nghị bầu bán
thì hầu như là gì, là một mình ban chủ nhiệm mà lại chính là đồng chí Mai Linh. Và tôi không hiểu rằng quy trình bổ nhiệm có 5 bước, hiện tại chúng ta đảng chúng ta đang kiện toàn 5 bước để làm sao để tránh những cái việc bổ nhiệm sai. Vậy thì tại sao lại có quy trình bổ nhiệm nhanh như vậy và không hề có bất kể một cái gọi là hồ sơ cán bộ nhân sự và những cái đề đạt lại không bàn với chúng tôi. Và tôi nói thật rằng nhà trường tôi đang làm sai. Đề án tuyển sinh nó phải đảm bảo đủ đầy đủ cơ sở vật chất cũng như giảng viên. Tôi là giảng viên cơ hữu tại khoa. Tôi là một giảng viên duy nhất tại chuyên ngành khoa sân khấu. Nếu mà tính đến đầu sinh viên sân khấu với một mình tôi, nhà trường đang sai. Về cơ sở vật chất cũng không đầy đủ đáp ứng được. Về giảng viên cũng không đáp ứng được. Hiện tại khoa sân khấu gồm hai chuyên ngành là chuyên ngành sân khấu và chuyên ngành múa. Chuyên ngành múa là đa số là trung cấp. Hiện tại có 7 sinh viên là cao đẳng múa thôi. Còn chúng tôi là hơn gần 80 sinh viên khoa sân khấu hệ cao đẳng. Vậy thì lý do nào để cho đồng chí Mai Linh quản là bên chuyên ngành múa học sinh trung cấp nhiều như vậy, và lại để cho đồng chí Mai Linh đứng lên quản lý và bổ nhiệm làm trưởng khoa, khi mà cái ngành mũi nhọn chuyên ngành lại là ngành sân khấu của chúng tôi? Vậy thì lý do tại đa sao? Và khi mà tôi hỏi rằng nếu như cái việc mà chị chiều theo và ban giám hiệu chiều theo cái ý của giảng viên Anh Tú là không cho tôi ngồi trong ban chấm, tại sao chị không thể xử lý khéo rằng thành lập một ban chuyên môn của khoa? Tại sao không thành lập? Có tôi và có chị. Thì chị Mai Linh có nói với tôi rằng ôi thôi thôi thôi, có cho chị vào đấy thì chị cũng không ngồi đâu, chị biết gì về sân khấu. Thì tôi mới nói rằng là ô chị Linh ơi, chị quản lý em mà chị bảo chị không biết gì về sân khấu, thì chị quản lý làm sao được em? Đến đây là tôi rất bình tĩnh và tôi chịu trách nhiệm tất cả những gì tôi nói. Nếu như ai có trách nhiệm, ai làm ở bên báo chí, báo đài nào đó, xin hãy chia sẻ và ghi nhận tất cả những gì tôi nói. Và tôi nghĩ rằng là bà đi lên đi bà. Không đưa gì hết, cháu bảo thôi thôi mà. Cháu bảo là cầm hộ cháu thôi mà. Bà lấy đi. Bà lấy đi, bà lấy đi. Thế thì cái việc như này, tất cả mọi thứ giấy tờ không có nghĩa gì mà khi mà tôi đã đưa tất cả và tôi đã nghiên cứu tất cả. Nếu như các bạn có thể vào cổng thông tin, trang cổng thông tin trường tôi, thì mọi người sẽ thấy rằng là về thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lý cung cấp sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, thì các bạn thấy rằng là về cơ cấu tổ chức các phòng ban của chúng tôi, các bạn thấy là không hề cập nhật ai là trưởng phòng, ai là nhân viên trong phòng. Mà cái việc này ý, là nó đã từ rất lâu rồi. Và đến bây giờ vào xem thì vẫn là những đồng chí cũ làm trưởng phòng. Vậy thì có điều gì khuất tất trong cái cơ cấu tổ chức này? Có một cái nghị định gọi là nghị định dân chủ. Nhưng hình như ban lãnh đạo của trường chỉ nhìn được cái vế là quyền lợi của ban lãnh đạo đối với việc dân chủ, còn không hề đề cập đến gọi là gì, gọi là quyền dân chủ của chúng tôi. Và đến bây giờ thì tôi xác định rằng tất cả các sinh viên ạ, tất cả các sinh viên ạ, các em có quyền của người học và các em được có quyền được học trong một môi trường được để trang bị đầy đủ những phương tiện để các em học. Và nếu như cô tiếp tục, cô chấp nhận cô ở lại trường và cô chấp nhận với môi trường giảng dạy như vậy, thì cô thật sai với các em quá. 14 năm nay cô là người cùng với chú Đức, cô đàn anh, cô phải xin lỗi hai người rằng là cháu không giữ được khóa nữa rồi. Cháu không giữ được nữa rồi. Vậy thì tôi hỏi rằng là một tháng lương của tôi được gần 5 triệu, ngày Tết chúng tôi thường được 1 triệu. Vậy thì cái gì để gắn bó chúng tôi ở lại đây? Tôi tin rằng là hôm nay ở trong giữa chi bộ
Xin thưa với Đảng ở đây ạ, tôi không hề mất niềm tin vào Đảng. Tôi không hề mất niềm tin vào Đảng. Nhưng tôi thấy chi bộ bất lực quá. Tôi thấy chi bộ bất lực quá. Bất lực quá. Khi tôi làm việc này, khi tôi có một cái động thái, tôi đòi được cái quyền lợi của sinh viên và giảng viên và quyền danh dự của tôi, thì có người nói rằng là thôi em ơi em đừng động vào, ở cái cấp đấy không phải vừa đâu, không phải vừa đâu. Tôi thật sự nản quá. Bởi vì mấy tháng nay cứ ròng rã, vợ chồng không nói với nhau câu nào à. Con gái tôi vứt bỏ bẵng đi. Vì tôi không hiểu, tiền bạc tôi không cần, danh lợi tôi không tranh giành. Bây giờ đến vui, đến đúng làm nghề của mình tôi cũng không còn được làm thế nữa. Mỗi một kỳ tuyển sinh tôi ngồi trong ban chấm, tôi cảm thấy xấu hổ. Mà nói đúng hơn là tôi cảm thấy nhục nhã như đi lừa tất cả. Như đi lừa ấy. Lên thi như kiểu một lùa một gà đi lên thi. Làm gì có cái chuyện vừa thi xong sơ tuyển, bắt đi xuống nộp tiền đóng vào trung tuyển, lên thi luôn trung tuyển. Tôi thấy xấu hổ. Tôi làm như thế tôi thấy tôi sai. Một mình tôi ở đứng một chuyên ngành sân khấu, không có một ai. Đến lúc mà trong cái lúc hoàn cảnh thế này, khi mà tôi còn đang đứt lung bung cái việc như này, thì lập tức nhà trường điều động luân chuyển một cán bộ phó khoa từ khoa khác về làm phó khoa và bổ nhiệm đồng chí Mai Linh lên trưởng khoa. Tôi không hề biết việc này, và toàn bộ nhân viên khoa tôi không hề biết việc này, không hề biết. Đến khi tôi đến họp khoa, đồng chí công đoàn của khoa tôi bảo là tôi đóng tiền khoa để làm gì, để chúc mừng đồng chí Mai Linh lên trưởng khoa. Và tôi xảy ra tôi không biết việc này. Tại sao tôi không biết việc này? Tôi phải khẳng định mọi người đây, tôi chịu trách nhiệm tất cả những gì tôi nói ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ, nếu như những điều tôi nói này tôi được đối chất, tôi được nói trực tiếp với tất cả những cán bộ ban ngành đứng đầu để chịu trách nhiệm việc này, ví như Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trường chúng tôi đã chuyển về đó, và Tổng cục Dạy nghề, nếu cho tôi một cơ hội tôi đối chất, cũng như là Bộ Giáo dục, Bộ Thông tin về vấn đề những sai phạm tại trường tôi. Bởi vì mục đích duy nhất của tôi trong việc này tôi đấu tranh là vì cái chung. Vì 50 năm thành lập trường, tôi không muốn chúng ta đừng làm cái gì hình thức xáo rỗng nữa. Đúng đó, con tôi mới hỏi tôi một câu là mẹ ơi, trường mẹ giàu thế, có hẳn cả một cái cửa hàng hiệu ở trong trường, có cả cái hãng Lamborghini con thích. Quá đau đớn tôi bảo không, con ạ, trường cho thuê đấy. Tôi bảo là sao mẹ ngày nào cũng kêu là phòng học thiếu mà lại có cả chỗ cho thuê mà đẹp như thế, trường mẹ giàu vãi. Tôi không biết cái đấy nó vào quỹ nào, công khai ở mức độ nào, nhưng năm năm nào cũng thế, chúng tôi được 1 triệu tiền Tết. Và có những người còn không có tiền Tết đi nữa. Tôi là vợ của một nghệ sĩ, mọi người cũng biết đến nhiều.
Nhưng tôi chưa bao giờ tôi lợi dụng việc chồng tôi là ai để tôi nhớ bà, hay là để chồng tôi can thiệp vào việc này. Tôi tin rằng, và tôi nói với sinh viên của tôi rằng là hãy để mình cô đấu tranh, bọn em hãy đứng ngoài cuộc để cô không muốn liên lụy đến các em, kể là những người đồng nghiệp của tôi nữa. Mọi người cứ làm việc mọi người đi, tôi tự đấu tranh, tôi tự chịu trách nhiệm với tôi. Khi tôi lại chín lên này, tôi bảo với hai đứa con: hai con ơi, một cách con giúp mẹ đấu tranh, hai con lên trên gác, hai con học hành cẩn thận đi, tắm rửa, ngồi đợi mẹ, đừng hỏi gì mẹ, đừng cãi nhau, đừng đánh nhau để mẹ phải can thiệp. Nếu như các con làm thế là các con đã giúp mẹ rồi. Tại sao tôi lại phải làm cái việc này live stream với mọi người? Tôi nghĩ rằng là cái sự sức mạnh cộng đồng dư luận bây giờ rất mạnh. Tôi chỉ cần làm những cái điều này, nó đến tai được người cần nghe, đến mắt của người cần thấy thôi. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Chắc mọi người cũng đã hiểu tất cả những gì tôi nói. Tôi bức xúc. Những điều tôi nói bây giờ nó chỉ là 1/10 của những cái thứ mà đang xảy ra tại trường tôi thôi. Nhưng mọi người sẽ, nếu có dịp đối chất, nếu như nhà báo nào cần gặp tôi nói chuyện, thì xin phép rằng tôi sẽ gặp trực tiếp. Xin chào tất cả mọi người.